And now we have a hotline from Minh Thanh in Âu Lạc, Việt Nam. Kính chào sư phụ kính yêu nhất. Con là Minh Thanh, hiện ở Âu Lạc, Việt Nam. Con luôn luôn mở đài truyền hình Vô Thượng Sư ở bất cứ nơi nào con sống, vì con nhận thấy lực lượng khẳng định tốt của truyền hình Vô Thượng Sư đem lại vô vàn lợi ích vô hình và hữu hình cho địa phương đó và cả nước Âu Lạc tháng 10, 11, 12 năm 2017. Miền Trung xảy ra nhiều cơn bão rất mạnh. Con cố gắng thiền nhiều, mở đài truyền hình Vô Thượng Sư 24/7. Và vùng Cam Hải Tây con cư ngụ được bình yên, không có tổn thất nặng. Con tạ ơn Thượng Đế vô vàn và con âm thầm cầu nguyện xin Thượng Đế gia trì cho nhân loại nghe và hiểu được những gì Sư Phụ nói, thực hành giáo lý thiêng liêng của Ngài để thế giới trở thành thiên đàng hạnh phúc. Hôm nay ở Nha Trang, khi vừa thiền vừa xem truyền hình Vô Thượng Sư, con được thấy một linh ảnh đẹp và sống động. Con mở truyền hình Vô Thượng Sư bằng laptop màn hình nhỏ, nhưng lơ lửng cao bên trên laptop là một chiếc đèn lồng xoay như trái châu bằng ánh sáng rất đẹp. Đẹp hơn đèn lồng thế giới này nhiều và có nhiều giao diện, là ánh sáng đa chiều. Điều đặc biệt là do từng điểm sáng từ truyền hình Vô Thượng Sư kéo dài và kết hợp lại thành hình dáng chiếc đèn. Con nghĩ là những lời khẳng định tốt đẹp như châu ngọc của truyền hình Vô Thượng Sư hiện thành hình thể. Chấn động tốt của truyền hình Vô Thượng Sư cô động lại ở hình thể vật chất là chiếc đèn châu rực rỡ này. Có phải đó cũng là nguyên lý sáng tạo ở cõi vật chất không, thưa sư phụ? Tất cả là từ ánh sáng cấu thành và cô động lại. Và đây cũng là cách kiến tạo thiên đàng tại thế bằng những điều thiện lành. Con thích các chương trình của truyền hình Vô Thượng Sư và đặc biệt con vô cùng ngưỡng mộ các bài dịch. Lời văn đẹp và hoàn hảo ở mức chân, thiện, mỹ. Con thường nhớ đến hình ảnh nhỏ nhắn của sư phụ ngồi làm việc trong căn phòng đầy ắp giấy tờ. Ngài cần mẫn chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ suốt đêm để chúng con được thưởng thức chương trình hay nhất, tốt đẹp nhất, được yêu thương và được thăng hoa tâm linh. Địa cầu này thật may mắn có Ngài an ngự. Chúng con thật may mắn được Ngài dẫn dắt tu hành. Tạ ơn Ngài đã ban hạnh phúc cho chúng con. Kính chúc sư phụ sức khỏe và tình thương chúng con gửi đến Ngài thật nhiều. Kính thư Minh Thanh từ Âu Lạc, Việt Nam. Dear blessed Minh Thanh, we are elated to see the benefits the programs bring to you and the central region of Âu Lạc or Vietnam. Your good heart and diligent practice has led to wonderful things. May peace, happiness, and love bloom and be plentiful all over our beautiful earth. World Vegan, World Peace. Supreme Master TV Staff. P.S. Master has a message for you. Loved Minh Thanh, it is similar to creative principle on a minimal scale. Every positive energy field creates some positive forms, solid or etheric. Same with negative waves. Glad you enjoy some positive manifestations of loving energy. That's why we all must keep our thoughts, actions, speech pure and in good direction. Lots of love and blessings in God's grace. We welcome your heartlines and stories. Please send them to heartline@suprememastertv.com.